Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, bọn Mỹ chuyện ăn ở yêu cầu ở Sài Gòn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cả ba cựu tổng thống Google Harvard, thường gọi là Bớt Cha, Bill Clinton và Google Bớt, thường gọi là Bớt Con, đều chọn một khách sạn để trú ngụ. Đây cũng là sự tình trùng hợp của ba chuyến thăm trước đây của các tổng thống Mỹ. Là một nhân vật đặc biệt trong ngành khách sạn Việt Nam, khi từng ba lần phối hợp thực hiện công tác phục vụ ba đời tổng thống Mỹ đến lưu trú tại khách sạn New World, ông Đặng Huy Hải, nguyên phó tổng giám đốc khách sạn New World Sài Gòn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, còn nhớ rõ từng chi tiết các đợt cư ngụ đặc biệt này. Ông Hải kể, với vị trí đặc biệt của mình, khách sạn New World Sài Gòn vinh dự được nhiều nguyên thủ quốc gia chọn làm nơi lưu trú khi đến Việt Nam, trong đó có ba đời tổng thống Mỹ. Đấy là kỷ lục của một khách sạn mà bất cứ ai cũng mong muốn có được. Những yêu cầu khắt khe, theo yêu cầu khách sạn phải trang bị đầy đủ các tiện nghi, từng chi tiết theo thói quen sử dụng trong phòng của tổng thống, các đồ dùng Emantini, dụng cụ hút, cigar và ngay cả máy tập thể dục, máy chạy bộ, đúng model và thương hiệu mà tổng thống đang sử dụng. Bộ phận ẩm thực lên thực đơn theo yêu cầu trước đó, nghiêm ngặt khâu chế biến cùng đầu bếp riêng của tổng thống, đồng phục vụ và hậu cần cho chuyến đi của tổng thống dù chỉ ở một ngày được hình thành và đã ở khách sạn New World từ trước đó 7 tuần lễ và phát triển dần đến 2 ngày trước.